Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nhé. Và mình là Kính Gà đây. Thì hôm nay mình xin review cho mọi người này. Một chiếc đèn HK. Chiếc đèn USB HK mình mua trên TikTok nhé. Thì mình thấy là cái chiếc đèn này nó có tính năng là giống như cái giống như cái đèn flash show mình vừa mua trên Shopee nhé. Thì bây giờ mọi người cùng mình nhé, mở ra xem mà thực tế sản phẩm nó có giống như quảng cáo nhé. Ok mọi người nhé. Thì đây, sản phẩm của chúng ta đây. Đây là shop HK trên TikTok nhé. Đây. Tổng phí ship ở đây là sẽ bao nhiêu tiền đây? 95.000 cộng 30.000 tiền ship nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở ra. Đây, mở bên này. Còn nhá, đây sản phẩm chúng ta đây. Đó, đơn giản thôi. Đây, chiếc đèn này HK đây. Đây, cắm vào USB nhá. Và bây giờ mình sẽ thử cắm vào cái củ sạc nhá, củ sạc điện thoại nhá, hoặc là cái sạc dự phòng nhá, xem đèn này nó chiếu sáng như nào nhá. Và bây giờ mình sẽ thử cắm trên cái sạc dự phòng vào nhá. Đây cắm vào đây. Đây nhé, cắm vào đây này. Đó. Đây mình thử bật lên này. Nhá, nó có sáng đấy nhá, mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ quay vào chỗ tối xem mà nó như nào. Đó. Đây, mọi người thấy không? Thật ra cái mà chuyển đổi các cái sao như này nhá, là do mình phải xoáy nhá, đây. Mình phải xoáy ở cái đầu này, nhưng mà trời hơi tối. Đó, thì mình cứ xoáy thế này thì sao nó sẽ các cái nét này nó sẽ chuyển đổi. Đó. Thì thật ra thì nó cũng giống như quảng cáo thôi. Ok nhá, thì bây giờ mình sẽ thử tháo ra nhá, xem bên trong nó có những cái gì nhá. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái này trước này. Đây. Thấy lúc mình xoay xoay thì thấy nó kiểu như gen ấy. Nhìn xem thật. Đây mọi người nhé, đây. Cái này dạng như kiểu như cái lăng kính ấy. Đây. Xoay tiếp cái này ra. Đó, xoay được ra nhé. Ồ. Mình thử cấm vào xem nào. Bây giờ mình đã cấm vào rồi nhé, mình sẽ bật lên. Cái này nó dạng như một cái đèn tia laser nhé. Đây mình thấy là cái này giống như đèn tia laser. Đó. Đây, soi thì nếu mà không có cái lăng kính ấy kìa, thì cái này soi cũng khá là, mình thấy cũng khá là ổn đấy, cũng xa đấy. Đó, như này. Nhưng mà khi mà mình lắp cái lăng kính vào này thì nó sẽ tóe các cái tia ra, tóe những các cái tia led này ra. Đó, đọc cái này thôi, 95.000, đơn giản này thôi. Công nhận là Trung Quốc nó giỏi đúng không ạ? Đây nhá mọi người, đây. Này, đọc hai cái dây này là dây để lấy nguồn nhá. Đây, đó, đây USB cầm lấy nguồn. Và đây là cái đèn. Nó chả có gì cả. Thì video mình xin dừng ở đây nhé. Mọi người thấy video hay và hữu ích nhé, thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bây giờ mình xoáy vào đây.